ô tô ngũ quý 9 đã được vốn rốt suốt với giá 1,8 tỷ cộng một chiếc SH. Mời anh em định giá hộ siêu phẩm này. Tứ cửu là cứu tử, nhìn xe đã biết cứu rất nhiều lần rồi. Nhà đang thiếu xe để kéo lúa, mạnh dạn trả 250k. Mạnh dạn trả 5 triệu. Mua biển số tặng chiếc xe. Wow. Có quả siêu phẩm mi nữa, ai thẩm với để nói với ông bà. Siêu phẩm này sao? Không đi 49 thì 53 cũng đi. Hả? Chiếc này đấu giá mấy tỷ? Nhà đang cần xe thồ lợn, mạnh dạn trả 99k. Giá đồng nát khởi điểm. Xin cái tuổi. Bằng lái xe cấp bởi trưởng công an địa phủ, sở giao thông địa phủ. What? Xe này rất tiện lợi, mọi người nên nua vì xe hai bánh gọn nhẹ, thiết kế yên xe dài có thể đi được từ 3 đến 5 người. Xe nhỏ nhắn, đi qua dễ dàng các con hẻm khi bị chủ nợ dí. Thiết kế sang trọng với phần đầu cứng cáp giúp người lái có thể dựa đầu vào ngủ khi buồn ngủ. Khi gặp tình huống nguy hiểm ta có thể nhảy xuống xe để chạy. Vậy nếu ai sở hữu chiếc xe này thì phải có hơn 200k. Wow. Xin cái giá, một lời thôi. Ôi trời ơi. Chuyện là tối qua em đang phơi đồ thì chồng quát, cấm phơi đồ vào buổi tối, vậy là sao hả mọi người? Theo quan niệm dân gian thì nếu phơi đồ vào buổi tối thì ngày hôm sau trời sẽ sáng. Tối qua tao cũng đem đồ ra phơi, kết quả là tối ngủ phất một giấc tới sáng, sợ thiệt. À đầu. Không được phơi đồ vào buổi tối, cũng giống như không được mặc áo trắng ban đêm. Chỉ việc phơi áo vào khoảng từ 9 giờ tối trở đi thì sau 8 tiếng sẽ là 5 giờ sáng. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Bởi vì phơi buổi tối thì sáng sẽ khô. Vì phơi đồ vào buổi tối là bị chồng phệt. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Chồng sợ sáng mai vừa dậy đã bị vợ bắt thu vào. Vì phơi đồ ban đêm sẽ rất lâu khô, mà lâu khô sáng dậy vợ lại bắt đem ra chỗ khác phơi thì mệt lắm. Tại vì phơi đồ ban đêm không giống ban ngày. What the hell? Trời tối thì không có nắng đó, treo lên đó sợ gặp gió quần áo bị lạnh, sáng ra quần áo bị ốm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa, anh vừa chuyển cho em 9 triệu ạ. Ừ em, mang đồ ăn sáng đến cho em. Thấy em buồn buồn, thấy sự nghèo khổ hiện lên trong đôi mắt của em. Thấy cảm giác cần tiền lan tỏa từ trái tim em. Nên anh mới chuyển khoản để lấp đi phần nào sự nghèo khổ trong em. Ăn uống thỏa thích đi nha, đừng nhịn nữa, thương em. Oh my god. Dạ, nhưng sao anh không chuyển khoản cho tròn 10 triệu luôn ạ? Ngốc thế, anh cắt lãi trước 1 triệu rồi. What? Ở một diễn biến khác, em dậy chưa, đi ăn sáng với anh nhé. Được đó anh, nhưng giờ em đang hết tiền, làm sao bây giờ? Hấp ạ, em thật ngốc, không có tiền cũng không sao đâu, anh đi ăn một mình cũng được mà. Xứng đáng được hưởng khoan hồng. Wow. Có thể bạn không biết, vua Hề Sắc Lô sinh vào tháng 4 năm 1889, là người đã khiến cả thế giới phải cười. Tuy nhiên, có một người cũng sinh vào tháng 4 năm 1889 lại khiến cả thế giới phải khóc. Chắc ông nào làm trong ngành nông nghiệp lai tạo ra củ hành. Có thể các bạn cũng không biết, vợ tôi cũng sinh vào tháng 4. Sư tử cái.
Mình cũng sinh vào tháng 4, có thể làm các bạn nữ phải ra nước. À đâu. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 2006, Việt Nam đã sinh ra một nhân tài và người đó đang viết cái comment này. Hoa hậu Henny E được bà con mời vô nhà chơi nhưng vì đang bận đi chăn bò rồi nên hẹn bà con bữa khác. Tăng cô giáo vào, nhỏ học đầy đủ lớn vẫn phải đi chăn bò đây. Chỉ chăn bò nhưng không quên cài hoa làm điểm nhấn. Nhà bao việc cứ rủ chơi, định trộm bò hay gì? Khi bạn là hoa hậu nhưng mẹ bảo đi chăn bò thì vẫn phải chăn nghiêm túc, mất con bò nào về mẹ mắng. Nhỏ đã bị bò húc và kéo lê lết rồi ạ, Henny ê xét. Xin hỏi tổ tư vấn, bố họ Lương thì nên đặt tên con là gì ạ? Tên Triệu, Lương trăm triệu. Wow. Lương lại tăng, Lương như cũ, Lương trả chậm, Lương toàn bị mẹ thu, ok. Thích làm nhà nước thì Lương văn lậu, thích ăn nhậu thì Lương sắp về, thích đánh đề thì Lương vô biên, thích diễn viên thì Lương triều vĩ, thích ca sĩ thì Lương bích hữu. Oh my god! Lương về, gọi tên phát ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Lương tăng mạnh. Lương đại gia. Lương công thưởng. Lương văn bổng. Lương cao thì mần. Đúng là con trai của ta. Lương y như tháng trước. Lương khô, Lương triều vĩ, Lương thế thành, Lương sơn bạc, Lương lậu, Lương tinh tinh. Lương sơn bá chúc anh đài yêu em quá khính em vừa hoài. Bé tên vừa hoài nha. À đâu. Lương y như từ mẫu. Wow. Đáp án câu hỏi IQ phần trước là 122. Dòng đầu, mỗi hình đều có hai con cá vàng. Vậy một cá vàng bằng 8, dòng 2 tính được một cá xanh bằng 7, một cá đỏ bằng 10. Chúc mừng bạn Henry J là người có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Duyên Ami là người có câu trả lời đi kèm với giải thích dễ hiểu và nhanh nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Teden J, Đức Nguyễn, Tâm Nguyễn, Nguyễn Thường, SSSSSS, Asnologia, Em là kỷ niệm, Quân Nguyễn, Thiên Nguyễn, Ruby Trương. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.